Hi, xin chào mọi người, mình là Hoàng Yên. Chào mọi người đến với kênh của mình. Thì lâu quá rồi không có ra video cho mọi người xem được. Thì video hôm nay thì mình ra một cái video để thông báo cho mọi người rằng là sắp tới thì mình sẽ cung cấp cái giống cúc mâm xôi trồng cho vụ mùa Tết 2024 nha mọi người. Thì hôm nay là cũng là mùng 1 tháng 5 rồi mọi người. Thì chỉ còn có khoảng một tháng thôi là mình bắt đầu mình vào cái mùa vụ cúc mâm xôi rồi đó. Mình trồng để là đúng Tết đó mọi người, là đúng Tết 2024 á. Thì video này nếu mà mọi người mà thích trồng cái cúc mâm xôi nè, mình trồng thử, mình trải nghiệm nè, rồi mình muốn trồng, mình bán, mình kinh doanh á, nếu mà mình cần con giống á thì mình cứ liên hệ em nha mọi người. Đó thì sắp tới em cũng sẽ làm một ít để có gì mình chia sẻ cho mọi người. Rồi thì ai mà mình muốn đặt giống cúc mâm xôi nữa mọi người thì cứ liên hệ em qua số điện thoại hoặc là Zalo 0979754847. Em có để ở dưới cái góc màn hình nè, có gì mọi người cứ liên hệ, gọi trực tiếp hoặc là nhắn tin cũng được. Đó. Thì lúc đó em sẽ trả lời cho mọi người nha. Thì đối với cái cúc mâm xôi này mọi người, là nó sẽ có truyền thống đó, là nó sẽ có hai màu, màu vàng chanh và màu vàng đồng nha mọi người. Nhưng mà ở đây em ưu tiên cái màu vàng chanh hơn, tại vì đa số là người ta sẽ chuộng cái màu vàng chanh hơn mọi người. Cái màu vàng đồng thì nó cũng đẹp nha, nhưng mà Tết đó, thì ra nó nhìn nó tối hơn là so với màu vàng chanh mọi người. Nhưng mà cái vấn đề đó thì cũng tùy người thích thôi, có người thích vàng chanh, có người thích vàng đồng. Nhưng mà em sẽ nhân giống nhiều cái màu vàng chanh hơn. Cái màu vàng đồng thì nói chung là mọi người đặt thì em cố gắng em kiếm thôi, chứ em cũng không có nhiều nha mọi người. Em có một ít vậy đó. Nên mọi người nếu mà ai đặt vàng đồng thì cứ tranh thủ liên hệ cho em nha, em cũng gần hết rồi. Rồi đối với cái màu vàng chanh thì mọi người đặt cái số lượng, nếu mà mọi người đặt bây giờ thì số lượng bao nhiêu em cũng có hết đó. Thì em nhận đơn từ bây giờ cho tới giữa tháng 5 á mọi người, giữa tháng 5 âm lịch. Rồi em bắt đầu em chốt đơn, và cái nếu mà mọi người trồng 5 cây á thì bắt đầu cuối tháng 5 đầu tháng 6 thì em sẽ bắt đầu giao, và cái 4 cây á thì tầm giữa tháng 6 em sẽ giao cho mọi người. Đó. Rất là có hai sự lựa chọn cho mọi người. Đó, một là 4 cây hay là 5 cây. Thì cái vấn đề 4 cây 5 cây thì trong những video tiếp theo em sẽ chia sẻ cho mọi người. Rồi nói với mọi người sơ qua một chút về cái con giống em đang quay trên cho mọi người xem nè. Thì đây là những cái cây mà em mới nhân giống, mới ghim thôi người, mới ghim thôi nên nó chưa có được bự nha. Khi mà nó thành phẩm rồi thì nó rất là ok. Em sẽ đảm bảo giống cho mọi người là khỏe nè, rồi tốt nha mọi người, chứ không phải là mình giao con giống bậy bạ. Nếu mà ai làm việc với em qua mùa trước rồi thì chắc sẽ biết thôi. Đó. Rồi thì nếu mà mọi người muốn mình chưa có kinh nghiệm thì sắp tới em sẽ trồng một ít để chia sẻ cho mọi người. Còn những em mà mình trồng kinh doanh rồi thì khỏi nói nha mọi người. Mình có kinh nghiệm này kia rồi thì mới kinh doanh nhiều được. Sắp tới thì em sẽ ra những cái video ví dụ như là cái cách chăm sóc nè, rồi 4 cây 5 cây là như thế nào nè, rồi trồng dễ hay khó nè. Nói chung là em hỗ trợ được gì thì em sẽ hỗ trợ mọi người, giống như những cái mùa trước thôi. Em đều ví dụ em trồng cái gì thì em đều chia sẻ cho mọi người đó. Rồi thì video hôm nay em lâu quá rồi cũng chưa ra video, thì hôm nay em muốn thông báo cho mọi người vậy thôi. Đó thì nếu mà mọi người cần á thì cứ liên hệ ủng hộ em cái con giống này nha. Đó, số điện thoại Zalo em có để trên màn hình, và em xin đọc lại là 0979754847. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều.